đối mặt, phần thi đối mặt nó lại là một phần thi khác. Đến lúc đấy chúng ta không thể mạnh mẽ được. Vâng, như vậy là map thiếu thứ hai, map thiếu Mirage đã được bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ đến với đầu Piston và cách viên LTC sẽ rơi bắn bên phía City 2 trước. Một tiếng tràn lên A đến từ team Mousepot. Vâng, mình bây giờ thì FNX bỏ xài Chelo Headshot với Nothing. Tiếng giờ là 5v4 cho cách viên của team LTC. Vâng, bên làm chúng ta một Jungle double kill cho Chelo rồi. Bắn USP là cực kỳ tốt. Bom được đặt thành công và giờ làm chúng 5v3 retake bom đến từ cách viên của team LTC. Chúng ta hãy chờ xem Sunny đang ok đẹp sẽ làm chúng đi đến 4 City 7 trong round này. Vâng, Crazy đang chúng nấp cực kỳ khéo. Và giờ sẽ là một đường cứu bom. Đây là một đường tăng thẳng lên cục C7. Check cầu kia từ phép chẳng. Và giờ phép vô vị trí rồi. Đầu xuống có như vậy là phép nằm giống về Crazy trong một đường solo em. Bây giờ tràn vào trong bom 3v4 rồi. Đang đứng sơ bàm. Chelo có triple kill. Gơ bom. Và có thành công hay không đây? Beat đang nhiều bom. Vâng, như vậy là một đường gơ bom thành công. Thì số là 1-0 cho team NTC rồi. 1-0 cho NTC. Và NTC lại một lần nữa chứng minh cái khả năng bắn piston của mình là cực kỳ tốt. Chelo nào vừa rồi có cho mình đến 3 cái sọ. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một round POC 3 của Bossport. Đúng là như vậy, đặt được bom và POC và Bossport quyết định lên cho mình 2 khẩu AK. Cục xúc vào đây. Vâng, liệu có một lần nữa trong ngày hôm nay các điểm team NTC để thua cái round đầu Piston này, cái round đầu POC 3 này hay không? Smoke Window ném từ T7. Vâng, round đầu này chỉ có duy nhất một mình Crazy sẽ người không có giáp mà thôi. Bắn rất cục các bạn thấy. Lên 2 khẩu AK luôn. Và hai thanh niên được tin tưởng đó chính là Rope và Sunny. Một quyết định cực kỳ hợp lý. Rope và Sunny là hai thanh niên tay to và bắn cực kỳ tốt của team Mousepot. Nếu như Sunny là một phong cách cục xúc thì Rope lại là một player kinh bắn rất khéo léo và dẻo dai. Rope cũng là một player tay rất là to, nhưng thằng Rope nó lại không bắn theo kiểu cục xúc như thằng Sunny. Vâng, như vậy Sunny sẽ bò lầu B một mình. Trong khi đó Mousepot đang có đến 3 người hầu ở bom xe A. Vâng, hai khẩu AK sẽ là hai khẩu đi bom xe B. Và tiếng này sẽ dùng vách bom xe A để đánh B rồi. Set up bom xe A. Và sau đó thì sẽ làm tiếng bỏ từ lầu B ra. Chúng ta hãy chờ xem. Bom xe A sẽ làm tiếng set up cơ bản thôi. Bên phía của team NTC đã bắn đội hình default. Một người đứng ở vị trí stair và một người đứng ở chân lầu. Và giờ thì back về. Một người đứng ở khu vực thùng 3 rồi. Một thùng 3 và như vậy là một người đứng ở city bay và một chân lầu. Đội hình cơ bản, đây là một đội hình default. Và Mousepot đang căn timing để set up bài. Và B bắt đầu ném smoke ra bom xe A để tiếp viện team Mousepot. Vâng, rồi sẽ làm chúng tràn lên rồi. Bên phía NTC họ vẫn chưa bách về khi mà họ vẫn chưa thấy thông tin. Tràn lên bom xe A rồi. Nothing là người đi đầu. Vâng, Nothing đã chạy ra quả smoke và Chelo headshot được Nothing. Tiếp theo ra đây, ra bom xe B. Và giờ thì Beat đang người số B. Beat đổi được một mạng. Vâng, bây giờ thì sao? Beat có double kill và tỷ số là 2-0 cho team NTC. Vâng, round đấu này đã không thua nữa. Và đây là round đấu tôi nghĩ rằng là Mousepot họ đã bắn quá phức tạp. Với hai khẩu AK thì Mousepot đủ sức để có thể tràn lên bom xe A và clear bom xe A dễ dàng khi mà đối phương chỉ có những khẩu Famat mà thôi. Tuy nhiên thì bên phía Mousepot họ quá cầu toàn round này. Họ fake A để họ có thể đánh B ở khoảng timing cận kề và cuối cùng thì nó không phát huy được tác dụng khi mà Beat đã âm tiếng bắn UP45 quá hay ở khu vực lầu B. Tỷ số là 2-0 cho team NTC. Vâng, rất may là lần này NTC họ không thua một round fog bài nữa. 2-0 và như vậy là Beat sẽ nhặt được một khẩu AK. Chúng ta hãy cùng đến round đấu thứ 3, một round full eco đến từ team Mousepot và tôi nghĩ rằng sẽ có một người lên một quả flash. Thường thì những round đấu này thì họ sẽ nhảy lầu nhiều hơn. Vâng, có vẻ như đang có một tín hiệu power. Trận đấu bây giờ mới bắt đầu được tiếp tục. Kỹ thuật viên của giải đấu này lại là một kỹ thuật viên nữ. Không biết rằng đó là kỹ thuật viên hay là admin. Thường thì những người đứng ở sau thì có lẽ là admin là để có cái tác dụng đó chính là không cho để xem team có phạm luật hay không. Ví dụ như kiểu huấn luyện viên có nói vào trong cái khoảng thời gian cấm hay không. Thường là admin thì đúng hơn. Còn kỹ thuật viên thì họ sẽ xuất hiện khi nào có lỗi máy móc thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến round đấu tiếp theo. Đúng là có một flash đến từ Crazy rồi. Và đây là một flash để nhảy lầu A. Tuy nhiên thì góc đứng đang là rất đẹp cho FDX. FDX có vẻ như đoán được điều này. FDX đứng ngay sau quả smoke và quả smoke lầu được ném ra từ rất sớm các bạn thấy. 1 phút 40 giây đã ném smoke lầu rồi. Và giờ chỉ cần một tiếng tràn ra thôi thì chắc chắn FDX sẽ có cho mình rất nhiều mạng trong round này.
3-0 anh em team NTC. Vâng, sorry anh em, vừa rồi thì Benten có lock team view vào để chỉnh lại một số thứ của OBS nên nó bị slow motion một chút. Và bây giờ chúng ta trở lại đấu là đấu thứ tư, ra full buy của team Sport. Nhắc lại thì đây là map pick của Sport và chúng ta cũng chờ xem liệu Sport có thể hiện được tính phong độ của họ trong map chiều này hay không. Như vậy là một tình huống đi 4 bom xe A luôn, có vẻ như là chúng muốn trả đà nhanh rồi. Vâng, đúng là như vậy, đây là một cái bắn láo. Cách biệt của team Sport đang đẩy lên luôn, một quả nếp đem xuống, trúng rồi. Hơi rát một chút, bây giờ chúng ta thẳng qua smoke luôn. Chúng ta cũng chờ xem. Vâng, đi lên sắc này thì Sport đấu xuống thể nào. Một bài cho đoàn tình, tuy gì hay đi nào luôn. Và giờ thì Chelo bắt được đoàn tình, chúng sẽ bao qua smoke. Bảo vệ 4 bom xe đã được chiếm. Bây giờ là chúng đặt bom depot thành công. Vâng, Rob đang cố gắng di chuyển với Sinbay. Có một smoke ném ra, Rob có cho mình thêm và di chuyển. Cần Sunny, Sunny đang không biết rồi. Vâng, tiếp tục sau đây. Sunny đang cũng sẽ bao, có người đồng đội mình. Và như vậy Chelo có cho mình 2 mạng. Giờ trở lại một mình Stiko từ 1v3 vào thôi. Vâng, vẫn là Chelo đã bắn khai từ đầu trận đến thời điểm hiện tại. 1v3 đến từ Chelo, đến từ Stiko. Và giờ thì Stiko có xử lý hay không? Chúng ta chờ xem. Một mạng cho Stiko. Tiếp theo, không có double kill rồi. Và tỷ số là 4-0 rồi cho team NTC. Round sau thì bên phía Sport vẫn đủ tiền full buy sau tiếng đặt bom thành công vừa rồi. Vâng, và cái rất to đấy từ huấn luyện viên của team NTC. Mới chỉ là 4-0 thôi, chưa phải lúc để gáy. Khi mà đây là map pick của Sport. Và đây rồi, Sport quyết định bài luôn trong round này. Tôi đoán là như vậy. AK giáp 2 và sẽ không có nhiều bom. Vâng, Crizzy là người duy nhất lên để cho mình nhiều bom. Vì đơn giản, Crizzy đang chọn cho mình bắn khẩu Gali. Stiko cũng vậy. Và những player bắn Gali thì mới đủ tiền để lên bom. Và đây rồi, những quả smoke được ném ra từ rất sớm. Ném từ T-Bay để che khu vực window và khu vực B-Shot. Giờ lại làm chúng đánh A nữa chăng? Đang đi 3A và có bom đi A trong round này. Một smoke che sâu và giờ thì chạy qua smoke che lô và bắt được Stiko một kích. Rốt đổi mạng rất nhanh. Phép hạ gục Sunny. Mất hai người mid rồi. Một tiếng đi 2 mid và mất cả hai những bom xe A đã clear. Và giờ chúng hãy chờ xem Crizzy đang tăng về khung C7. Xin flash được gọi không? Crizzy nghe đấy rồi. Và như vậy là Crizzy hạ gục cả đường rồi. Tiếp theo sau đây đắp một kill cho Crizzy với cậu Gali. Bom được đặt đi vô thành công. Nothing có cho mình 2 mạng nhưng Rốt nằm xuống bên quả bom lửa của Phép. Tình huống giờ là 1v2. Vâng, giờ thì Nothing nên di chuyển về khung cầu A. Lộ tiếng đến từ Chelo. Chelo bắt được Nothing đưa về từ 1v1. Vâng, giờ thì Chelo biết luôn vị trí Crizzy rồi. Vẫn chưa dám đẩy vào bom, thời gian này cho Chelo là khá nhiều. Anh có 2 quả flash. Vừa rồi thì ném flash ra. Và bây giờ sao đây? Và như vậy là Crizzy hạ gục được Chelo đem về round thắng đầu tiên của team Sport bên phía T-Side. Một round đấu mà Crizzy đã bắn quá hay, các bạn có thấy. Bắn Gali nhưng mà có cho mình 2 mạng rất dễ dàng. Và round đấu vừa rồi chúng ta đã có thể nhận ra được những điểm yếu từ huyệt của NTC. Họ có lợi thế hết người nhưng họ bắn quá vội vàng round đấu vừa rồi. KNG vừa rồi đáng nhẽ là phải chờ đồng đội, phải chờ người đồng đội ở lầu B bách về cùng. Sau đấy hai người sẽ đẩy CD bay sau. Nhưng KNG vừa rồi có một tiếng chạy quá vội vàng. Vâng, chết chay, một tiếng KNG đang di chuyển và bị bắn chết với Crizzy. Không an toàn chỗ nào, và đây chúng em tin đến cái việc tìm được NTC rồi. Sấy hơi lỗi rồi, bây giờ sao đây, Phép vẫn chưa vào, Phép có một bao rồi. Và bây giờ thì sao, chê lô vào Stiko. Nhưng ngay lập tức Crizzy bắt được beat ở khu vực lầu về. Vẫn làm những 3v3. Và giờ thì đúng rồi, Crizzy đã nhìn thấy và Crizzy bắn chết vào ngày trước phải trả giá. Nhưng Rob đổi mạng rất nhanh, đưa về tiếng 2v2. Và giờ thì bom đã là thành công. Nothing đang bách về để hỗ trợ người đồng đội mình, đó là Rob. 2v2, bên biến NTC họ quyết định đi hai khu vực fucking trong áo này.
Tỷ số bây giờ là 6-1 với team NTC. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một round full buy cho team Mousesport. Vâng, Mousesport chủ động pick yếu hết. Bây giờ chúng ta sẽ dẫn tỷ số 6-1. Có vẻ như Mousesport họ vẫn chưa thể ăn khớp được đội hình. Đến thời điểm tại họ thắng được round đấu duy nhất, đó là một tiếng tỏa sáng đến từ Quizzy mà thôi. Vâng, đây là một round full buy có khá là đủ bom. Và giờ thì có vẻ như cách biệt team Mousesport họ đang muốn control mid trong round này. Chủ động đi hai người trên cục lầu B và hai người đang có thủ kê mid sẽ làm dùng chiếm mid chậm đến từ team Mousesport thôi. Trong khi đó thì bên phía NTC họ đang control mid khá là tốt với một khẩu ọc của KNG từ cục B shot. Vâng, bắn một B shot và vẫn bắn hai bom xoay B của round này. Chỉ có một mình FNX là người solo A thôi. FNX đang bắn ọc ở cục Ram gần. Đó là một phong cách bắn ọc cực kỳ giống với Fallen thường làm. Vâng, một tiếng bắn ọc ở Ram gần để solo A. Và giờ chúng ta hãy chờ xem Mousesport có mất người ở cục Ram hay không. Chuyển một tiếng nhá check thôi thì Mousesport sẽ nằm. Cái khe kia ọp rất hẹp. Đây là một tiếng kia ọp để bắt những tiếng nhá check. Và đó là một góc mà rất nhiều player thường xuyên nhá check. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, giờ thì sẽ làm tiếng setup bom xe A. Bắt đầu ném bom rồi. Nhìn thấy vòng FX ngay lập tức lùi lại. Bây giờ thì trả lên bom xe A đến từ team Mousesport. Vâng, bắt đầu đẩy lên. Chelo đang người co vơ cho FX trong này. Người ném vào. Chelo mất vị trí đẹp. Chelo đổi một trước khi nằm xuống bên Stico. FX ăn một flat vẫn chưa có góc đúng. Giờ FX. Vâng, một mạng đầu tiên từ FX rồi. FX bị đục chết bởi Rogue và tiếng giờ là 3 bên bà. Bom xe A đã được chiến bởi anh kia của team Mousesport. Vâng, tiếp tục Rogue có 5 kill và đó là triple kill cho Rogue rồi. Giờ chỉ là 1 refresh mà thôi. Và cuối cùng thì là quà là kill của Rogue và tỷ số là 2-6 là cách biệt của team Mousesport. Một tình huống mà Rob đã bắn quá hay. Bài đang trẻ Rob đã bắn quá hay trong round đấu vừa rồi. 2-6. Đây là một round đấu mà FX mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà FX vẫn có được một mạng. Rob có một tình huống mà đi lầu A cực kỳ hiệu quả. Sẽ là một round full bài tiếp theo cho Mousesport. Trong khi đó thì NTC đã có dấu hiệu yếu tiền. Một khi round trận đấu, hai team đều không còn nhiều tiền. Team nào ăn round này sẽ có một lợi thế cực kỳ lớn. Tràn ra mid nhanh thì được cái biệt team Mousesport rồi. Vâng, lửa được ném vào connector và sau đó đi chiếm khu vực xe bò từ rất sớm. Và giờ thì Stico nên một quả smoke check window. Vâng, Pep đang muốn pick người và ngay lập tức thì Pep phải trả giá. Nhảy lên cao à. Nhảy càng cao thì càng dễ vỡ đầu. Và vừa rồi là một chứng minh đến từ Stico. Và Stico không hề nhìn thấy Pep. Nhưng khi mà Pep nhảy lên tôi, Stico đã nhìn thấy và bắn headshot ngay lập tức. Vâng, Vlad ném rất hay và San Diego Chelo. Teamwork của Mousesport đang cực kỳ tốt trong những round đấu vừa rồi. Một tình huống book Vlad và lắc ra check cực kỳ chuẩn xác đến với anh điểm của team Mousesport. Bây giờ là tình huống 5-3, Mousesport đang có lợi thế rất lớn đến thời điểm hiện tại rồi. Tỷ số đang là 2-6 với anh điểm của team Mousesport. Và giờ đang dùng solo về đến từ Beat. Và Beat cầm một tên Vlad và giờ Beat ăn Vlad trắng xóa. Và Beat cũng chết trong một cái chết trắng. 5-2 rồi và xếp súng thôi, không còn cơ hội cho team NTC. Các bạn thấy Phép vừa rồi bị uống chết bởi lý do đó là quá tự tin. Trong đó thì hai người đồng đội còn lại của anh thì chết trong những cái chết trắng rất là khổ sở, không làm gì và bị đối phương ăn cục lát trắng xóa. Và sau đó thì đối phương lao ra bắn chết không biết tại sao. Teamwork của team Mousesport với những tình huống đẩy vừa rồi là khá hay. Trong đó thì bên phía của team NTC có vẻ như họ vẫn đang hơi suy nghĩ hơi đơn giản. Những tình huống mà NTC họ suy nghĩ hơi đơn giản. Cái tình huống kê connector và kể cả tình huống kê lầu B cũng vậy. Đó là những tình huống mà nếu bắn với những team ở đẳng cấp thấp hơn thì các bạn có thể sẽ không bị. Tuy nhiên thì Mousesport thì ở một đẳng cấp khác. Mousesport chính là một team đang nằm trong top 5 trên bảng xếp hạng HLTV thời điểm ta. Đang số lượng rất là cao. Ở quãng thời gian vừa qua khi mà thường xuyên lọt vào đến tận bán kết của các giải đấu lớn. Nên rõ ràng là Mousesport có thể được đánh giá là một trong số những team ở tier 1 thời điểm hiện tại. Thực ra thì nếu mà nói về tier 1 thì mình nghĩ rằng là Achalit thì chắc chắn nó là tier 1 rồi. Nếu Achalit là tier 1 thì những team còn lại thì phải đẩy xuống một tier khác. Có lẽ là 1.5. Chứ nếu mà nói là cùng đứng xếp trung hạng với Achalit thì nó rất là vô lý. Tỷ số là 6-3 và bây giờ thì cách biệt team NTC họ sẽ có một đào eco. Đúng là như vậy. Vâng, bắn trượt rồi. Tình huống mà các bạn thấy ông Stico là người mượn ọp để đi first pick. Vì thế là Stico là thằng có spawn đẹp nhất, spawn ở gần khu vực tế cao nhất. Crazy để đi first pick và ngay sau tình huống bắn trượt thì nó trả ọp cho đồng đội luôn. Đó là một cái thao tác mà được rất rất nhiều những player họ thường dùng. Vâng, smoke window cẩn thận đến từ khách viên của team Mousesport. Và đây sẽ là dùng control mid. Trong khi đó NTC round này đang quyết định bắn solo B. KNG là người duy nhất bắn ọp ở khu bom side B.
bắn 3 bom xe đến từ khách biệt của team NTC. Bên phía của Bosport thì họ vẫn đang đánh rất chậm. Vâng, họ dàn trải đội hình ra 2 đi mid và 2 đi khu bom xe A. Vâng, Crazy sẽ đối đầu với KNG khu bom xe B của team này. Đây là một team của KNG đang solo B với một khó học. Vâng, với lợi thế kia trước thì rất dễ Crazy sẽ nằm. Nhà check cài nhịp và dần Crazy sẽ nằm. Đúng như vậy hay không? Không như vậy là KNG trượt chân và đã rơi xuống dưới rồi. Vâng, KNG vừa để mất một cái lợi thế của mình. Suýt chút nữa thì KNG đã có mạng của team rồi. Như vậy là chúng nhảy xuống không cần thiết đến từ Phép. Một tình huống tò mò quá mức, các bạn thấy Phép lại là người mắc lỗi. Vâng, những tình huống chết rất sớm Phép. Có vẻ Phép đang mất bình tĩnh rồi. Và giờ chuẩn bị làm chúng đẩy vào lầu A chăng? Các bạn cũng chờ xem, bắt đầu đẩy với bom xe A đến từ bom spot. Chelo vượt bạc, FX có được một bạc. Tiku hòa cùng Chelo rồi, FX có được 1 kill. Vâng, giờ cái gì là muốn làm gì đó. Cái gì là bắt vào vậy? Có rồi, và cái gì bị S-shot, đó là triple kill cho FX. Sunny sẽ làm gì đây? Sunny đối đầu với FX trong tiếng này. Sunny cần phải nhanh hơn, thời gian đang lạc không nhiều. Sunny đang xử lý hơi lòng vòng tiếng xử lý này. Rồi Sunny, vâng như vậy đó là 2 mạng cho Sunny. 1v1, Sunny có thể làm được 8 giây. Quay chờ xem bắn trượt đến KNG. Đặt bom thành công dành cho Sunny, đặt bách rồi. Và như vậy là KNG đã là người chiến thắng với tỷ số 7-3 cho team NTC. Một pha bắn quá hay đến từ vị trí của FX trong round đầu vừa rồi. Rất may là FNX đã có tính tỏa sáng cá nhân. Và nếu không thì Pep sẽ phải hối hận hơi nhiều. Rất tò mò đến từ chú Pep mà đấy. Bây giờ Pep liên tục với những pha xử lý thật sự là theo tôi nghĩ rằng là nó ở một cái mức tire hơi thấp. Nghĩa là nếu mà Pep xử lý những tình huống đó với ở những team bắn yếu hơn mình thì nó sẽ là một cái bất ngờ cực kỳ tốt dành cho team. Nhưng Mousesport thì họ ở một cái đẳng cấp khác. Các bạn thấy những tình huống đánh các bom Mousesport timing của họ rất là chuẩn. Nên những cái tình huống bắn láo Phép gần như không phát huy được tác dụng gì cả. Bạn chờ xem, bây giờ cái gì không có pick rồi. Nhìn thấy đối phương, Bit bị bao vây. Vâng, giờ thì đấu súng này ra, Bit ăn và đắt trang xóa. Cái gì có một bằng Bit. Vâng, bây giờ thì Phép đang đấu súng. KNG hạ ục Stico ở khu vực bom xe B đưa lên từ 4v4. Chelo đang từ mốc lầu B rồi. Vâng, đây là một tiếng mốc đến từ vị trí Rob. Rob đang lẩn rất khéo shot. Rob hết shot được Phép rồi. Vâng, như vậy là bây giờ thì team sẽ xây cho 3 người. Ngay ngay là ui dồi ôi, một pha lỗi skill đến từ Chelo. Và giờ Chelo vẫn hạ gục được Dorthing. Skill Dorthing là khá yếu nhưng FNX vừa nằm xuống về Crazy. Tình huống giờ là 2v3. Crazy có triple kill và giờ chỉ còn lại một mình KNG mà thôi. Vâng, 1v3, cơ hội cho KNG là không có trong tình huống này. Các thành viên của team Mousesport đứng quá đẹp và giờ là đúng mốc mắc kíp. KNG đang quá non và KNG bị hạ gục và tỷ số là 4-7 của team Mousesport. Một tiểu mà KNG tôi không hiểu tại sao lại không đi xếp xuống như vừa rồi. Cứu bom thì không thể cứu được, đó là điều chắc chắn. Vừa rồi các bạn hình dung là thời gian là không đủ và cái vị trí đứng KNG là quá xấu. Tôi không hiểu tại sao KNG nó kê như vậy khi mà nó không xếp vào ọp. Rõ ràng đó là một tiểu của thằng KNG, nó đang cay cú. Mà thằng KNG tính cách của nó là cực kỳ cá nhân, có nghĩa là nó là một thằng có cá tính rất mạnh. Và đó là thằng KNG, chính là lý do tại sao team Immortal họ giải tán. Và vừa rồi chắc là thằng KNG nó rất cay đồng đội nên nó quyết định đéo xếp súng nữa. Và đây là tụi rất bê ngay đến từ khách viên team Mousesport rồi. Phóc bài này cho NTC tràn ra bây giờ đầu súng đẩy ra. Phép có một bạn, Phép cay là tức đèo không phải đo mình rồi. Bây giờ thì sao đây, Bit đổi được một bạn trước khi nằm xuống bể rốt. Và tiếng giờ là 3v3, bom sai bê đã bị chiếm bởi khách viên của team Mousesport. Vâng, Smoke rất cẩn thận để che khu vực Market, thêm lửa được ném vào. Vâng, nhưng KNG vừa rồi đã hạ gục được Sunny, đưa về một đúng 2v3. Cơ hội là có cho thành viên của team NTC vào này. Họ đang có lợi thế người và bom vẫn chưa thể được đặt. Và giờ thì bên phía Mousesport cần phải nhặt bom để đặt bom. KNG đang đổi vị trí rất nhanh. Vâng, nhặt bom rồi. Lửa sẽ ném vào Market và đây sẽ là một đúng đặt bom đẹp đến từ vị trí của Rob rồi. Chắc chắn là như vậy. Có bom không quá đẹp nhưng Crazy vừa bắt được Chelo và giờ phát hiện luôn vị trí của KNG. Crazy đang bắn rất bay trận đấu game này, đẩy vào luôn đến từ Crazy rồi. Vâng, bây giờ thì có một flat ném ra. Vâng, Crazy sẽ đối đầu với KNG, chúng đối đầu bằng một quả. Rob đang kê trực diện vào và như vậy là Rob headshot KNG. Còn lại một mình FNX rồi. Và solo lên và ngay lập tức thì FNX cũng nằm xuống với tỷ số là 5-7 của team Mousesport rồi. 5-7 cho các viên của team Mousesport. Round RB cực kỳ vất vả nhưng cuối cùng thì Mousesport đã giành chiến thắng. Vâng, ngay tình huống giành chiến thắng của team Mousesport thì chúng ta có một tình huống quay tròn đến từ đường truyền. Quay rất là lâu, tôi không biết thế nào đây.
cái gì nhỉ? Mất mạng à? Không, không phải mất mạng. May quá, chạy được rồi. Vâng, như vậy là đã chạy được lại rồi. Phá lạc mạng. Vâng, sau tình huống lạc mạng vừa rồi thì hình như là Mosport thắng liền, thắng thêm một round đấu nữa, đưa về tỷ số 7 đều. Tôi không rõ nữa. Tỷ số đang là 7 đều rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến round đấu tiếp theo. Một tiếng đẩy rất cục xúc đến từ Phép và KNG. Như vậy là bộ đôi này đang có ý định làm một cái điều gì đó bất ngờ đây. Chúng ta cũng chờ xem Phép liệu bắt được Crazy hay không. Crazy không hề kê sau lưng, bây giờ Crazy bị lộ rồi. Có vẻ như còn định muốn chém dao hay sao anh em ạ. Vâng, rất bình tĩnh, check góc cẩn thận. Bây giờ chém dao rồi. Không, như vậy là một tiếng bóng mà KNG định bắn thì định chém dao. KNG vừa rồi định rút dao và chém thì Phép đã hết shot được Crazy rồi. 4v5, Mousepot vừa mất một người. Một tiếng bóng mà Crazy đã quá là một tiếng bóng Crazy đã di chuyển có thể nói là quá là ngây thơ, không hề kê sau lưng, khi mà có lẽ là Crazy đã nghĩ rằng đối phương không dám thể đẩy khu vực underpass cho nào đâu vừa rồi. Một tiếng đi lầu B một mình, không có ai cover cả. 5v4 dành cho các thành viên của team NTC. Lượng ném vào khá chính xác. Và như vậy là KNG trong tình huống vừa rồi đã mất cầu họp, vừa nhặt được cầu họp, vừa cầm trước khi bấm tay. Một cầu họp vừa lấy được Crazy. Nhưng một tiếng ham đấu họp đã khiến cho KNG phải trả giá ngay lập tức. Vâng, vẫn còn rất non đến từ KNG. Và đây là quả smoke được canvas từ rất xa, vẻ như đó là quả smoke shot chưa. Rồi xem đánh bom sai bê rồi, ném lửa rồi, nhưng cái việc bị bọt spot một mạng trong đít, đổi mạng rất nhanh Instico. Pepe shot với Sandy, 2v3. Bom sẽ làm thành công đến từ cách biệt của team Mousepot. Và bây giờ thì Phép có mình double kill với cầu họp. Chỉ lại một mình Stiko thôi. Stiko đang team Free Fire, lộ vị trí rồi. Rồi Stiko sẽ xử lý thế nào đây. Và bây giờ Stiko đổi được một mạng. Tình huống giờ là 1v2, có thể clutch được. Cách biệt của team NDC đang hơi rén từ này rồi. Và như vậy là Phép đã kết thúc được Stiko đem về ra lần thứ 8 cho cách biệt của team NTC. 8-7 dành cho não tem Como. Tỷ số là 8-7 và round sau, round pistol sẽ là một round đấu rất là quan trọng, vì đơn giản cái tỷ số các bạn để nhìn thấy rất là cân bằng, team nào ăn được pistol sẽ có một cái lợi thế rất lớn. Mà ngày hôm nay thì Mousepot đã thua 3/4 round pistol rồi, và liệu họ thua nốt cái round pistol này hay không. Vâng, vừa rồi là một round thua, Phép đã bắn họ rất tốt, với em để Phép bắn họ ngay từ đầu mọi thứ nó sẽ khác, bắn rất chắc tay luôn, không giống như KNG chút nào. Xin lỗi anh em, đường truyền ngày hôm nay nó đang hơi tệ, mong anh em thông cảm. Anh em cũng biết rằng là gần đây thì nó chúng ta cũng xảy ra nhiều vấn đề chính trị xảy ra khá nhiều, nên cái việc mà đường truyền lưu thông không tốt cũng có lẽ là cũng có một phần nguyên nhân nào đó, nên mong anh em thông cảm thôi. Mình cũng không biết xử lý thế nào, mà bây giờ nó đã là 1 giờ sáng rồi mà nó vẫn xoay thì mình cũng chịu. Mình chẳng phải là thần thánh gì cả. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến round pistol của trận đấu. Một round đấu quan trọng dành cho cả hai team, chứ không phải là một team nào cả. Khi mà tỷ số đang là 8-7, rất cân bằng ở Matthew Mirret này, ngược hẳn so với Matthew ở trên. Vâng, một tiếng tràn mid đến từ team NTC rồi. Một mạng được Crazy, KNG đổi mạng rất nhanh. Và giờ đến đây Sunny dính lửa, KNG có 5 kill trong đó, Sunny chỉ còn 24 máu nữa thôi. Và có vẻ như cách biên NTC lại chuẩn bị thắng một round pistol nữa chăng. Nothing vừa rồi bắn một tiếng skill khá là yếu. Và giờ giữ hai city bay đặt bom đẹp cho cách biên team NTC rồi. Sunny đang muốn đẩy lên, nhưng Sunny chỉ còn 24 máu rồi. Sunny lộ vị trí, chúng ta cũng chờ xem Sunny có làm được gì hay không. Vâng, Sunny vẫn đang quăng di chuyển. Bây giờ thì có một smoke và một kit dành cho Stiko. Bây giờ Sunny lộ phát hiện vị trí của đối phương rồi. Có đâu cũng rời ra, Sunny chỉ còn 10 máu rồi. Đây đẩy ra và Sunny hết sát được KNG. Em định đổi được một bài, double kill cho Sunny. Đó mà cũng phép rồi,
Thì Umeo là một bên này. Vâng, như vậy là cả hai player của hai bên đều yêu máu. Và bây giờ có support được trả giá không? Và cuối cùng thì đó là triple kill cho Sunny. Gbomb đánh công với tỷ số là 8 đều với team màu Sport. Thật sự là khó tin cho Sunny thì cũng vừa rồi. Một round đầu với Sunny ăn một quả bom lửa từ rất sớm và sau đó chỉ còn 24 máu mà thôi. Nhưng sau đó Sunny vẫn kịp có cho mình 3 mạng và gỡ bom thành công. Không thể tin được. Rõ ràng các bạn thì thấy một round đầu rất khó tin. Tỷ số bây giờ đang là 8 đều. Và bây giờ thì bên phía NTC sẽ có một round eco. Sau khi đặt bom thành công round đầu rồi, họ sẽ giữ tiền để round sau có thể full buy một cách bình thường. Sẽ làm chúng tràn mid nhanh team NTC. Họ sẽ tràn mid ra để đấu súng thôi. 5 khẩu PA50 đấu skill và người đang bắn cơ skill mid đó hình như là Crazy và đúng là như vậy. Và Crazy đang nhá xin một mạng rất cẩn thận, một mạng cho Crazy, double kill cho Crazy trước khi làm số 7 phép. Vâng, rồi Naughty đang muốn đẩy ra. Sunny có một mạng rồi, Sunny có hai mạng, Sunny cũng bị áo gục luôn. Và về Stico đẩy được cả bắn rất cường đến từ cách điên của team Mouse Sport và tỷ số là 9-8 với team Mouse Sport rồi. Như vậy là họ vẫn giữ được cho mình 3 khẩu M4A4. Không sao cả. Và giờ thì bên phía của team NTC sẽ có một round pull buy. Nothing vẹn hơi đuối. Các bạn có thấy rằng bạn cũng có thể bắn Connector hơi đuối. Vì cái vị trí Connector cũng là một vị trí bắn skill hơi nhiều. Và Nothing từ nãy giờ thì skill không phải ngon. Đây là một giải đấu mà chuyên nghiệp. Sau một quãng thời gian rất lâu rồi, Nothing mới thi đấu. 21 frag dành cho Phép. Vâng, Phép trận đấu ngày hôm nay là bắn khá may. Cho bên phía của Go Sport thì Nothing mới chỉ có cho mình 4 mạng thôi. Stico có 7 mạng. Con số đã nói lên tất cả. 9-8 là team Go Sport và đang dùng bao tạp tích. Tôi nghĩ rằng đây là một bao tạp tích đến từ team NTC. Vì họ biết rằng đây là một key round. Ăn round này thì Go Sport sẽ phải yếu tiền. Go Sport vẫn chưa bài. Round đấu vừa rồi là round đấu đối phương Eco. Đừng nói với tôi là round đấu này Stico là bắn cho mình một khẩu PA50 thì nó sẽ làm điều rất là khó hiểu. Vẫn đang làm những bao tạp tích đến những doanh viên của team. Vâng, chính xác đây chính là Nothing của C9. Tuy nhiên thì Nothing quãng thời gian vừa rồi đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp hơn nửa năm nay rồi. Nên cái việc phong độ Nothing là không tốt, anh em cũng không thể trách được. Player đã về hưu. Và đây là một giải đấu mà Nothing đi stand in hộ cho team Go Sport mà thôi. Và hình như không phải là một power tick. Đây là một kỹ thuật chậm khá là lâu, hơn cả 30 giây. Thường thì một trận đấu team power tick chỉ diễn ra 30 giây thôi. Xin nhắc lại cái giải đấu SL Belo Horizonte này, giải đấu diễn ra ở Brazil. Nên có một slot dành cho khu vực Nam Mỹ riêng. Giải đấu này gồm có 8 team tham dự rồi. Trong đó thì có trong 8 team này thì có tổng cộng 10 player của Brazil. Team SK Gaming có 4 trên 5 player là Brazil. Mỗi Stewie 2K là không phải người Brazil thôi. Team NTC này cả 5 player Phép, Chilo, FLX, KNG và Bit đều là những người Brazil. Trong khi đó một player cuối cùng đó là Taco đang thi đấu trong team Liquid. Các bạn thấy rằng là Taco, FLX và Fallen, Gozera, Fer đều là những cựu player cũ đã từng chơi với nhau thời điểm 2016 cùng một team. Và bây giờ thì 3 player đó đang hiện tại đang ở 3 team khác nhau ở giải đấu này. Và đây là một giải đấu trên quê nhà, chắc chắn các player của Brazil rất muốn đăng quang ở giải đấu này. Đặc biệt là SK Gaming khi mà một lần họ đã để thua Cloud9 trong năm 2016 ngay trên quê hương. Và nếu mình nhớ không nhầm giải đấu đó thì chắc chắn Nothing là người bắn ở trong trận chung kết ngày hôm đó. Trận chung kết năm đó là Cloud9 thắng với tỷ số 2-1. Và như vậy là một quả smoke window lôi đến cái viên team NTC rồi. Sunny đang làm gì đây? Vâng, Sunny bị headshot bởi Beat ngay lập tức có một tiếng. Vâng, đó là double kill cho Beat khi mà Crazy đẩy qua smoke còn cũng đã bị hạ gục luôn. Các viên của team Mousesport đã bắn quá cục trong tình huống này. Và giờ thì bom xe B đã bị bỏ rồi. Một tiếng bắn 3 bom xe A. Nothing. Vâng, Nothing bị hạ gục rồi. Một tiếng bắn hơi non đến từ Nothing. Tỷ số bây giờ chắc chắn sẽ là 9 đều cho team NTC. Rook Estico sẽ một pha xếp súng rồi. Rao đấu vừa rồi, rao đấu với bên phía Mousesport bắn rất cường skill và cuối cùng thì họ mất đến 2 người. Một rao đấu mà các bạn thấy không, Crazy là người solo bom sai B. Và chắc chắn rao đấu vừa rồi Crazy đã lệnh cho Stico là bắn 3A và tao solo B. Sunny sẽ bắn mid. Nhưng cuối cùng thì Crazy có một pha ham đầu súng ở khu vực B-shot. Và sau đó thì anh nằm xuống bom sai B clear luôn. Bây giờ thì bên phía của team Mousesport đang một tiếng xếp súng. Vâng, góc đứng group là không đẹp cho lắm.
Tuy nhiên thì các bạn thấy tiền đặt tâm của Rob là một tiền đặt tâm cực kỳ hợp lý, nhưng Phép sẽ không tiền chui lỗ. Giờ thì Rob sẽ nhìn trước như vậy. Và bây giờ thì Rob bắn vào mồm Phép rồi. Còn lại cho mình 46 bóng. Spico đang trả bóng ra. Và giờ thì đối phương cũng chạy qua sân bốc hay không đây. Thời gian còn là khá ít. Vâng, đây là một tiếng cover kịp thời đến từ người đồng đội Stiko. Một pha xử lý rất thông minh đến từ Stiko. Nếu không thì khả năng hai player của team Mousesport đều đã sẽ nằm. Và giờ thì chắc chắn Mousesport sẽ không ra up cố rồi. Họ đủ tiền lên thêm một khẩu M4 nữa. Tỷ số đang là 9 đều. Vẫn đang khá là căng thẳng. Vâng, như vậy là ở trận đấu còn lại thì team Liquid đã giành chiến thắng 2-0 trước các thành viên của team Big rồi. Bây giờ thì Crazy vẫn đủ tiền lên off của team này. Vâng, quả smoke được che mắt và khiến cho Crazy trở thành phế vật. Vụt lát đẩy vào smoke luôn. Bây giờ Crazy bắn chưa một viên rồi. Chạy kịp đến từ Crazy. Bây giờ đang ở trên lầu B, Stiko đang đúng đẩy lầu B. Rất khó chịu đến từ Stiko. Ngay bên cạnh anh là bộ đôi KNG và Chelo. KNG đang đặt tâm rất tốt và khả năng Stiko sẽ làm như này. Nhìn thấy nhau bằng rồi. Đây là Stiko, một mạng là Stiko, nằm xuống rồi. Vâng, 4 cách mà. Bây giờ thì Crazy bắt được Chelo đến lầu B. Nothing di chuyển cực kỳ ngây thơ, mid và bị ai gục bởi mid. 3v2, bom đang rơi lầu B. Và Crazy đang góc kèo khá đẹp ở vực sót. Bên phía NTC họ đang chậm lại trong round này. Vâng, các thành viên của team Mousesport có vẻ như biết bom rơi rồi, họ đã bách về hai bom xe B và chỉ có một mình Rob đang là người solo A mà thôi. Rob đang góc kê khá đẹp và Epic đang đẩy lên đúng vị trí kê của Rob. Vâng, rồi Rob có mạng hay không chúng ta hãy chờ xem. Rob đang lắc tâm hơi nhiều và như vậy Rob headshot Epic, chỉ còn lại một mình mid trong tình huống này thôi. Vâng, mid thì đã lộ vị trí ở mid trong tình huống hạ gục Nothing. Và giờ thì quá khó cho mid khi mà bom đang rơi trên khu vực lầu B. Anh còn thời gian nhưng mà cơ hội của anh đang càng ngày càng thu hẹp. Rob đã bách hẳn về cục bom xe B để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Tôi nghĩ rằng là Beat sẽ không cố gắng xử lý, họ sẽ làm tiếng xếp súng đến từ Beat thôi. Không thể cứu được bom. Tỷ số bây giờ đang là 9 đều và sẽ là 19 cho team Mousesport. Vâng, 19 cho thành viên của team Mousesport. Và round sau thì có lẽ là đến lượt team NTC sẽ buy. Họ vẫn đủ tiền để buy. Beat sẽ drop được một khẩu AK, trong khi đó KNG và Chelo đủ tiền để lên súng. Phép cũng có thể lên cho mình một khẩu Gali trong round tiếp theo. Trong khi đó thì FNX sẽ nhận một khẩu AK đến từ Beat. Tỷ số là 19 rồi, quyết định xếp súng là quyết định hợp lý thôi. Vẫn giữ được thêm cho mình một quả bom lửa. Round sau thì Beat sẽ drop một AK và vẫn thậm chí là lên được thêm một quả smoke nữa. Đúng là như vậy. Thêm một key round nữa của trận đấu, nhưng mà hai team vẫn có thể bài được bình thường. Vâng, Beat nhận khẩu Gali đến từ người đồng đội của mình, đó là KNG. Và chuyển hộ khẩu AK tiếp theo của mình cho KNG, các bạn thấy. Vâng, phận làm cap khổ như thế đấy. Có hai khẩu AK cho hết đồng đội và chuyển sang bắn Gali. Bởi vì Beat đang bắn trong role người ta gọi là role support. Và Beat sẽ thường không cần thiết những khẩu súng to như những player bắn ở những role khác. Beat sẽ là player chủ động ném nhiều bom hơn. Và đây là một đường ép mid đến từ team Mousesport rồi. Sunny là người đẩy lên mid nhưng Sunny lại là kê underpass. Còn Crazy sẽ là người kê off trực diện từ khu B-shot sang. Các bạn thấy đội hình kê khá là đẹp. Vâng, chỉ cần Crazy bắn tốt thôi chắc chắn các thành viên của team Mousesport sẽ sắt đào hoàn toàn cục mid trong round này. Crazy sẽ key player, trong đó Sunny sẽ là phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Crazy. Tại vì thằng Sunny đứng vị trí gần như chắc chắn sẽ bị bắn chết. Và cũng chờ xem Sunny là giết càng nhiều thì càng tốt. Một smoke che cũng mít gần rồi, nhưng Crazy vẫn đang có tầm nhìn. Có flash ném ra, và rồi sau đây có một flash nữa. Crazy lộ trí rồi, Sunny chặt xóa và như vậy là Sunny bị headshot về KNG. Vâng, Crazy đang lui về. Và đây là tăng vào đến từ vị trí của Phép rồi. 4v5 lợi thế mọi người. Đúng như gì tôi nói, chỉ cần Crazy bị khóa lại thì Sunny sẽ trở thành phế vật. Và đó là một tiếng double flash cực kỳ hay đến từ vị trí của đến từ các thành viên của team NTC. Tuy nhiên thì đây là một tiếng đẩy B rất tốt của Stiko rồi. 7B và có thông tin. Và giờ thì Nothing ném quả bom lửa ra. Nothing vừa lộ vị trí và giật chốt. Và giờ Chelo sẽ đẩy ra bắn nhau với Nothing. Và quả bom lửa của Nothing là hơi sâu. Chúng ta hãy chờ xem Nothing đang đứng giữa đường của tiếng này. Một pha đứng rất mạo hiểm đến từ Nothing. Sau này vị trí an toàn hơn. Bây giờ thì một mạng không thì cô Crazy bắt được KNG. Nothing gặp ông Chelo. Epic đổi được một mạng. Vâng, một vết mà hơi khó rồi. 14 giây bom đang rơi và không thể nhặt được. Epic nên xếp súng đi hơn và đúng là như vậy. 11-9 là cách biệt của team Mousesport. Một round đấu mà các bạn thấy tình huống đẩy B cực kỳ tốt đến từ Stiko đã giúp cho cách biệt của team Mousesport có rất nhiều đồng tiền. Và họ bách về bằng 3 tình huống rồi. Và thậm chí là Stiko móc được thanh niên Beat ở khu vực mid.
11-9 với điểm tình hợp con. Đây là một mà Sandy đã ăn vỏ lát trắng xóa luôn. Và bắn rất tốt đến từ Quincy. Hiện Fighter thì vừa rồi là Phép. Và Phép đã bị bắt ở khu vực mid bởi Stiko. 11-9 và giờ chắc chắn cách biệt đội tìm NTC sẽ phải Stiko vào tiếp theo rồi. Có vẻ như NTC đang sử dụng được bóng tăng tích tiếp theo đầu tiên của trận đấu này. 3 lần nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một round đấu eco của team NTC. Chỉ có một mình FNX là có khẩu AK xếp được trong round đấu trước thôi. FNX sẽ là key player. Nếu FNX không khai thông được thế bên đắp thì gần như là bên phía NTC họ sẽ không có cơ hội round này. Và như vậy là có đấu súng xảy ra rồi. Chúng ta chờ xem. TG đã tầm bóng cửa. Phép lộ vị trí và Sunny headshot của Phép. Trong đó Crazy có được một bàn pin. Vâng, rất tục và Crazy nhảy lên bắn nhau luôn và nằm xuống bên gần cổng lock của Chelo. Tuy nhiên Rope vừa rồi đã hạ gục KDG trên khu vực stair 4v2. Hy vọng của team NTC là không có đấu súng rồi. Cầm Glock bắn nhau luôn và ngay lập tức phải trả giá đến từ Chelo. Nothing đẩy ra rất kịp thời và giờ chịu lại một mình FNX. Và FNX sẽ đấu súng với Sunny này. Đi kê trước rất đẹp. Sunny bị headshot rồi. Giờ thì sao đây? Nothing đổi mạng rất nhanh và tỷ số là 12-9 theo team All Sport. Một round đấu mà người duy nhất có khẩu AK đó chính là FNX lại không phát huy tác dụng. Khi mà 4 player của anh, những người đội của anh nằm xuống hết rồi thì FNX mới xuất hiện. Rõ ràng là FNX cầm AK trong round rồi là khá là vô dụng. Anh cần phải gây tính đột biến thì team NTC mới có cơ hội. Lại để cho những cái block với cả P250 đi trước thì hơi khó. 92 này là team NTC. Và bây giờ sẽ là một round up cố của NTC. FNX bắn UMP45 trong round này. Trong khi đó số lượng bom của cách biên của team NTC là không nhiều và đây lại sẽ làm chúng chiếm mít nữa. Và các bạn biết vì sao cái gì nó không kê trước mà nó lắc ra lắc vào không? Nó lắc ra lắc vào để nó tránh flash. Tại vì nếu nó kê trước thì nó sẽ ăn quả flash, nó giật vào thì nó sẽ phế. Và những tình huống lắc ra lắc vào như này nó sẽ giảm thiểu khả năng tránh flash của nó đi khoảng một nửa. Có nghĩa là nó chỉ có khoảng 50% là nó sẽ dính flash thôi. Trong khi đó nếu kê trước thì gần như đến 90% là thằng Crazy sẽ bị dính flash. Với việc bắn như này thì Crazy sẽ có thể cover tốt được hơn cho Sunny. Và giờ thì bắt đầu ném một số bốc cháy mid và lại là những tiêu chiến mid. Và bên phía NTC luôn luôn ném đến hai quả flash và giờ thì bơm trả flash ra rất hợp lý. Một mạng cho Sunny rồi. Ngay lập tức thì KDG chung đổi lại. Crazy bắt được mid. Và giờ thì sao đây? Crazy bị spam trúng nhưng Crazy đã lùi lại kịp thời. Tiếp tục thì đó là double kill của Crazy rồi. Một tiếng bắt bài cực kỳ hợp lý. Chelo vào Crazy ở khu mid. Tiếng dài 4 như Stiko vào khu đếp đấy trên vùng lâu. Giờ trở lại một mình Chelo đã lộ vị trí rồi. Rất khó tiếng 1v3 này. Nhặt được bom thành công đến Chelo nhưng đối phương đẩy cả ram lẫn cục lâu về. Vâng, nhặt bom trượt chăng? Chelo vẫn chưa nhặt được bom. Vâng, như vậy Chelo đi vào B để làm gì? Ô, tôi không hiểu Chelo định xử lý như nào. Một tiếng nhặt bom trượt chăng? Vâng, đi vào B trước. Và bây giờ thì 25 giây nhặt bom để làm gì nữa đây? Vâng, quyết định save up rồi. 13-9 theo team Mousesport. Và vừa rồi là một round đấu mà các bạn thấy Mousesport sau một lần ăn flash ở cục mid thì vừa rồi Mousesport đã âm tình huống tham minh chuẩn để bắt bài. Đó là một tình huống mà thanh niên Crazy đã căn tham minh đối phương tràn ra và sau đó búp trả hai quả flash để khiến cho cách biên NTC bị mù để cho Sunny thì đẩy lên bắn nhau luôn. Và giờ thì có xếp được off hay không cũng là một vấn đề. Rope đã đẩy vào rất đẹp rồi. Rope vâng như vậy là Rope bị headshot cái điều này. Xếp thành công của off là điều chắc chắn và tỷ số là 13-9 cho cách biên của team Mousesport. Bắt bài rất hay. Rõ ràng là các bạn thấy rằng Mousesport họ tùy cơ ứng biến cực kỳ hợp lý. Lúc nào cần phải làm gì họ đều biết điều đó. Và vừa rồi là một ví dụ. Họ bị ăn hai quả flash ở beat một lần và ngay lập tức họ sinh ra một cái cách khác để counter lối chơi của team NTC. Chỉ mất có một round thôi và họ đã nghĩ ra cách để counter cái lối chơi của team NTC rồi. Vâng, round này thì Mousesport bắn đội hình default. Họ chỉ bắn một mid thôi, đó chính là Nothing là người duy nhất mà giữ con Hector. Tuy nhiên đây là một đường đi 4 bom sai B đến từ cách biên NTC. Flash đem ra rất tốt, khi đó là chúng bắn off trượt đến từ Crazy. Bom được ném lên, không cho đối phương chiếm cục lâu B. Phép đào một tiếng vô smoke, Nothing headshot được Chelo rồi. Một tiếng bắn tốt ngay lập tức bị Phép có một tiếng đổi mạng. Mất connector chẳng, nhảy thẳng vào jungle rất nhanh từ Phép. Bây giờ thì Phép sẽ có một tiếng móc B.
Không ai biết điều này, có một người kê rồi và đó chính là Rob. Rob đã kê và Rob bắt được phép, không thể móc được khung bom xe bề. Bây giờ thì bên phía NTC họ chỉ còn lại 3 người thôi, có một op và một khẩu AK. Vâng, sẽ là chúng tăng connector lên bom xe A chăng? Tuy nhiên thì Ram đang đứng rất đẹp với Sunny rồi. Và bom xe A này không khác gì vào thế gọng kìm cả. Một thanh niên đứng City Bay và một thanh niên đứng Ram. Chỉ cần có tiếng đặt bom thôi, thanh niên ở Ram sẽ ngó lên. Và gần như là thành viên của team NTC rất khó để đặt được quả bom trong round này. Vâng, Sunny đang đứng quá đẹp và giờ thì có vẻ như đang muốn tăng về City Bay rằng sẽ có một flash được búp ra. Và đúng là như vậy, tăng về City Bay rồi. Nhưng Rob nấp rất kín. Vâng, Rob lùi rất sâu, không hề ngó ra. Và giờ thì Sunny đang nhảy xuống rồi, chiếm được bom và đặt bom thành công. Và giờ thì các viên Mousepot sẽ có một round đi tích bom. Có một tiếng kêu ọp, Beat đang xuống chảy vào và giờ thì Beat nằm xuống về Sunny. Tiếp theo sau đây, Sunny có bị double kill, KDG đổi được một bạn, bảo vệ một rồi. KDG đang kê trước. Giờ thì Sunny có một vài không? Sunny nhìn rồi, Sunny bị bắn yếu, nhưng Sunny không chết. Và giờ thì Sunny ở đầu xuống vẫn đó là triple kill cho Sunny. 14-9 cho các viên của team Mousepot rồi. Rao sau thì bên phía NTC họ sẽ đủ tiền để buy, chắc chắn là như vậy. Tại vì rao đấu vừa rồi là rao hấp buy rồi và họ còn đặt cái bom, sẽ có rất nhiều tiền cho các anh viên của team NTC. Tỷ số là 14-9 và chỉ 2 rao đấu nữa thôi thì Mousepot kết thúc map tiểu Mirage này. Mousepot đang thể hiện khả năng bắn của mình là cực kỳ hay. Vừa rồi là một tiếng bắn tay rất to từ Nothing. Trong khi đó đây là một tiếng đi lạc của Phép. Phép ý tưởng là có thể móc được B nhưng rất đáng tiếc là Rob rất tỉnh táo, kê về cực kỳ nhanh chóng. 14-9 rồi. Và giờ thì sau những cái đao thua vừa rồi thì không biết rằng là NTC có tìm cho mình một hướng đi mới hay không. Vâng, có vẻ như làm dùng trái đích nhanh quả smoke. Ui giời ơi, Phép hy sinh cực kỳ sớm. Trong khi đó đây là quả smoke ram lỗi. KNG có vẻ như biết điều này. Vâng, KNG đang check cực kỳ kỹ càng. Giờ Rob đang đứng giữa đường và smoke sắp tan rồi. Chúng ta hãy chờ xem Rob bắt buộc phải di chuyển về khung chân lầu trong round này. Và đang có một tiếng cover đến từ Nothing chăng? Không, Nothing vẫn đang giữ connector và Rob sẽ là người solo A. Các anh viên của team NTC bắt đầu control được khung mid. Đây là một tình huống mà Rob đang chọn mình cho mình một góc kê tay to. Vâng, đó là một góc tay phải gọi là cực kỳ to. Các anh viên của team NTC quyết định di chuyển về khung bom xe A. Và đây sẽ là một cuộc đánh A thôi. Vâng, Rob sẽ là key player của team Mousepot. Nhiệm vụ của Rob thì khá đơn giản, câu càng nhiều thời gian càng tốt và đổi chuyển đổi được một mạng là thành công. Chúng ta hãy chờ xem Rob đang còn gì. Rob chỉ còn duy nhất một quả flash để có thể làm chậm nhịp độ của đối phương. Và đây sẽ là đúng đẩy lên khu bom xe A, bắt đầu búp flash đây lên A rồi. Vâng, lên ra bây giờ thì đang đi bắn trước. Vâng, Rob sẽ trả flash ra. Chúng ta hãy chờ xem Rob bắn trước vào. Rồi Rob có một mạng và đó lên đất màu hết sốt rồi Rob. Nothing gặp cùng Chelo cùng connector, chỉ còn lại một mình KDG thôi. KDG đã gặp khó, bây giờ thì KDG đang muốn pick người. Hy vọng gần như là không có cho KDG, mặc dù thời gian còn 30 giây. Vẫn đang muốn pick người và KDG đã bắt được Nothing. Những tiêu nhấp nhá của Nothing là rất nhiều nhưng không hiệu quả. Bây giờ đang đẩy cái team này, không có mạng thứ hai và tỷ số là 15-9 cho team Mousepot rồi. Một pha bắn quá hay đến từ vị trí của Rob. Các bạn thấy quả flash Rob là một quả flash cực kỳ quan trọng. Quả flash đã khiến cho bộ đôi của team NTC mất cái lợi thế kê trước. Thực ra thì bọn NTC hay NTC vừa rồi nó không bị mù bởi quả flash đó, tại vì nó nghe tiếng ném flash nó quay mặt đi hết. Nhưng vấn đề là khi nó lắc tâm đi thì thằng Rob nó lắc ra và có một lợi thế bắn trước đối phương một chút. Nó chỉ ở khoảng nửa giây thôi, nhưng đó là một sự khác biệt ở tầm pro player. Và bây giờ thì NTC sau rất nhiều những tactic không thành công thì có vẻ như NTC đang muốn có một round setup bom xe A cơ bản. Chúng ta hãy chờ xem. Vâng, đứng trong smoke đó là Pep. Giờ thì Pep đuổi theo Grizzly luôn, nghe đến Grizzly rồi. Và không đuổi theo, đó là một pha bắn an toàn đến từ Pep thôi. Nothing đang kê chéo sang để có với đồng đội. Setup full bom xe A. Bây giờ thì có vẻ như Mousepot đang muốn bỏ bom để kê tích sau. Quyết định không đầu súng và như vậy Nothing đã bắt được Pep và không còn Nictor. Trong đó Rob vẫn đang giữ City Bay khá hay tiếng này. Tăng về City Bay. Rob bị headshot bởi Chelo. Giờ thì Chelo đang di chuyển qua quả smoke. Sunny biết điều này. Vâng, với Sunny có được mình một mạng trên lô. Trả sở bông ra, mít đổi mạng rất nhanh. 3v3, KDG trốn lại một bóng rồi. Úi trời, tử hình luôn đến từ vị trí của Nothing. Và bây giờ là từ 3v2, cơ hội đang là rất lớn. Bắn lô đến từ FNX rồi. FNX vẫn có thể có được mình một mạng 2v2 rồi. Và giờ thì sao? FNX phát hiện được vị trí của đối phương, không thể gỡ được bom. Và tỷ số bây giờ là 10-15 này cho team NTC rồi. Và một cố gắng gỡ bom, một cố gắng gỡ bom đến từ vị trí của Nothing hay là Crazy nhưng không thể được khi mà các anh viên NTC họ vẫn còn đến hai người. Đó là một tiếng retic bom hơi vội vàng.
một tình huống retake bomb hơi vội vào more spot. Thì more spot vừa rồi các bạn thấy họ còn 3 người, nếu họ bình tĩnh hơn thì họ có thể giành chiến thắng vào đầu đó, nhưng mà họ lại hơi vội vàng, họ để mất người lẻ khá đáng tiếc. Tỷ số là 10-15 và bây giờ thì các viên more spot họ vẫn đủ tiền để full buy round tiếp theo này sau những round thắng liên tiếp. Lần này quả nết là cực kỳ đau, KNG và Chelo đều đỏ mà mất mỗi người nửa máu. Bây giờ chúng ta chờ xem Rob đi qua smoke rồi, Rob đam xuống, Nothing đổi mạng rất nhanh. Bây giờ đang làm được 4m4. Và chúng ta cũng chờ xem phép đang những tiếng spam. KNG có được bình mạng của Sunny, Chelo hạ gục Pretty. Vâng, tiếp tục thì phép nằm xuống về Nothing rồi. Nothing đang bắn khá tốt nhưng những người đồng đội của anh thì lại không làm được điều đó. Và những người đồng đội của anh lại không làm được điều đó. Bây giờ là chúng 2m3 các bạn có thể nhìn thấy rồi. Vâng, bây giờ một pha bắn hơi lỗi của Stiko nhưng không sao cả. Anh vẫn có thể hạ gục Chelo. Bom được đặt kín. Vấn đề là bom được đặt kín. Có thể lấy cái bom tìm này. Vâng, không ai trên lầu A cả, KNG đứng connector và một người đứng grab. Nothing trả lam hỏa, Flash nhưng Nothing vẫn chết bởi quả bom nữa. Và không thể retake được bom đến từ Stiko và tỷ số là 11-15 dành cho team NTC. Vừa rồi nếu như để cho đối phương chạy được vào bom thì có lẽ là các viên NTC sẽ phải trả ra. Một pha đặt bom kín nhưng hai thanh niên đứng lại, một người đứng ở ram và một người đứng ở khu jungle. Không ai có thể nhìn được bom cả. 11-15 dành cho team NTC. Round này thì có lẽ sẽ là một round intro của Mousepot thôi. Đang có một vấn đề về kỹ thuật chưa? Đến từ tai nghe của các player của team NTC. Nghĩ rằng như vậy có một vấn đề gì đó. Những cái tai mà các player của hai team đang sử dụng ở cái tai bên ngoài, đó là tai của đằng trước, tai cách âm. Trong đó nó có là void noise, có nghĩa là tiếng gây ồn để các bạn không thể nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài. Âm thanh đến từ bình luận viên, tất cả những giao tiếp nó sẽ đến từ mic hết. Tất cả giao tiếp với nhau bằng mic. Bên trong còn đeo thêm cái in-ear nữa, một in-ear và một cái cách âm bên ngoài, gần như các bạn sẽ không nghe được gì cả. Thế mà ở những cái giải đấu lớn thì họ vẫn phải sử dụng một cái phòng để cách âm. Những cái giải đấu mà khi mà ra sân khấu, tại vì thực ra là sử dụng cái này vẫn là chưa đủ, các player vẫn có thể nghe thấy được. Nhưng mà khi sử dụng một phòng cách âm thì chắc chắn sẽ không nghe thấy được. Thế nên thì có những cái trường hợp xử lý rất là ngây ngô. Như cái tình huống xử lý của thằng ZKM và team Renegade trong tiếng 1v1 đấy, các bạn hiểu. Tiếng đó là 2v4, ZKS nó giết 3. Thế là bom đã được thành công rồi, ZKS nó đứng cái vị trí rất là xấu, giết 3. Thế là đâm ra đưa về 1v1 để khán giả Úc. Giải đấu ấy lại diễn ra ở Úc. Thế là khán giả Úc của điều hét rất là to. Nó hét to đến mức là nó vào hết cả mic của mấy thằng player, các bạn hiểu. Bọn này thì nào cũng dùng cái mic luôn. Mic này nó là Discord của Team Speak. Khi mà nó hét to quá vào mic này, nó sẽ làm cho những thằng xử lý cuối cùng nó bị ồn, nó sẽ không nghe được gì cả. Những bạn nào dùng Team Speak Discord biết rồi, khi có một số người bạn ở những nơi ồn ào, nó rất là ồn, làm cho bạn sẽ không nghe tiếng in game nữa. Và đến lúc đó thì đó là lý do tại sao GKM nó không biết là thằng game tới vòng hay chưa, nên nó mới đẩy ra một quả rất là vô học. Thực ra nó cũng phải lỗi của GKM. CT bắn với cả ti những round full buy có nên mua giáp đầu không nhỉ? Thường thì sẽ là không nên, trừ khi những round đầu nào bạn biết rằng nó bắn nhiều những khẩu mát 10 với UK15. Thường thì mình nghĩ rằng là không cần mua giáp đầu. Bạn có thể áp giáp 1 và áp bom, bom ít hơn. Đơn giản là AK và một viên đầu chết bình thường thôi. 16-11, bạn thấy rằng số tiền bên phía của team Mousepot là khá yếu. Vâng, có 2 người đủ buy thôi. Chắc chắn đây sẽ là một round eco của Mousepot. Khá là bất ngờ khi mà những round đấu vừa qua thì Nothing lại mới là người thiếu tốt bên phía của Mousepot. Nothing luôn luôn đảm nhiệm mà trách nhiệm của mình chính là luôn giúp con đầu thành công. Những người tưởng của anh họ sẽ thiếu tốt và rốt bất người rất là đáng tiếc. Ở đây rồi, đúng như dự kiến, một round eco. Một smoke được ném ra để che khu vực window và sau đó làm tướng bắn đội hình default đến từ team NTC. KNG là người duy nhất kê bom xe ao round này. Và KNG sẽ đối đầu với cả thanh niên Rope ở khu vực bom xe A 1v1. Trong khi đó các viên team NTC họ vẫn chủ trương đó là cố trốn mid thôi.
một round chống eco và họ muốn chiếm mid. Bạn em một smoke window, một smoke shot, đó là hai quả smoke rất là cơ bản để chiếm được khu vực mid nhanh chóng và không gặp bất lợi. Thêm một smoke window nữa, chúng ta vẫn chưa rõ là NTC muốn làm gì. Đang đội hình của họ vẫn đang di chuyển, một người được đẩy lên shot rồi. Smoke che connector và có vẻ như tình huống này đánh muốn đánh sang khu vực bom CB chăng? Toàn bộ đội hình của team NTC đã di chuyển vào B và đây là một tiếng bắt bài đúng đến từ Ball Sport. Ball Sport đang di chuyển lên 4 cục lầu B rồi. Vâng, giờ làm chúng đẩy lầu B từ Ball Sport và Sunny bị bắn yếu. Đẩy vào luôn, FNX sẽ là người kê lầu B. Có lửa được ném ra đến từ FNX, cũng có lửa khá hay. Và giờ thì có Vlad được ném vào, FNX sẽ đẩy vào. FNX có một bàn, hai bàn cho FNX rồi. Vâng, giờ thì sao đây? Thành viên cuối cùng đó là Sunny được thứ 6 rồi. Vâng, như vậy là Sunny bắn quá tởm. Hai viên USB và toàn mặt vào thôi. Không biết trách ai bây giờ. Và bây giờ thì Sunny cuối cùng đã nằm. Trở lại một mình Rob đang là người kê connector. Tỷ số sẽ là 12-15 dành cho các viên của team NTC. Round sau thì Mousepot sẽ có một round full buy. Vâng, round sau sẽ là một round full buy đến từ các viên của team Mousepot. Và chúng ta cũng chờ xem Mousepot round sau thì họ sẽ có cái chiến thuật gì để chống lại những tình huống đánh bom xe A hiệu quả của team NTC từ đầu trận. Phép đang dùng đầu súng, bây giờ thì phép tặng cho Rob một khẩu AK. Thank you đến từ vị trí của Rob. Đang dùng súng thì lại có AK không có gì tốt hơn. Cảm ơn chân thành đến từ vị trí của Rob. Bây giờ Rob sẽ vứt khẩu AK này. Sẽ à không, Rob sẽ mua off, vứt cho Crazy. Đó mới là điều hợp lý. Đây là điều hợp lý. Rất dễ dàng. Tỷ số bây giờ đang là 12-15. Ở đây sẽ là một round đấu như vậy. Các bạn thấy rằng NTC đã quyết định tactical Tama. Biết rằng round này Mousepot có một round full buy đầy đủ. Và đại viên Mousepot họ đã nghiên cứu kỹ lối chơi của team NTC trong những round đấu vừa rồi. Tôi sẽ cùng đối sách khác. Tôi nghĩ rằng có thể round này là round đấu Mousepot sẽ có 3A. Biết gì sẽ là người solo off side B. Không thể biết thôi, đoán như vậy thôi. Biết có đúng hay không? Tại vì từ nãy giờ bên phía NTC họ đi quét vào cùng bom xe A. Vẫn là hai quả smoke quen thuộc. Một smoke che window, một smoke che... Như vậy, lần này chỉ ném một quả smoke che sát gần rồi. Vâng, biết gì cầm off, đẩy ra đẹp phát. Rất dị luôn, bây giờ thì phép đang đứng đăng thẳng bom xe B. Một pha solo bom xe B của Stiko. Đi đến 4 lầu B vào này. Mất khu vực ladder từ cực kỳ sớm. Bây giờ Stiko sẽ đi bao vây. Chúng ta sẽ chờ xem. Trả smoke ra, đứng luôn trong smoke đến Stiko rồi. Khác quá hết từ này, bây giờ đang bị spam. Pity hết xoắn cả được rồi. Cho đi bộ bài cho Stiko. Double kill cho Stiko rồi. Úi giời, bắn luôn đồng đội của mình. Cẩn thận thế là vừa. Giờ chỉ còn lại một mình Phép và cũng bị shot nữa rồi. Không có cơ hội cho Phép vào tình huống 1v5 này. Bây giờ Phép sẽ nằm, chắc chắn là như vậy. Và bây giờ Phép đổi được tiền bài sẽ đi nằm với mình. Pity 1-62 dành cho các kiếm của team Mousepot. 62 là team Mousepot rồi. Stiko một pha xử lý cực kỳ thông minh. Stiko biết rằng đối phương tràn lên sẽ ném lửa vụ ô tô, nên là ném mẹ vào smoke vào trong vụ ô tô, thêm vào lửa bế bật luôn. Sau đó nó ngồi vào smoke, sau đó nhảy vào smoke one way và bắn chết hai thằng. Sự khác biệt rất lớn. Tỷ số là 16-12 là team Mousepot.